Mẹ con là Minh Tuệ, con đi học tu khi chờ hiểu chưa tròn. Con trầm luân trong bể khổ, mẹ ơi như thức tỉnh một linh hồn. Bấy lâu mê muội mai giang độ quay về, quỳ dưới cội bồ đề sắc dục mạnh được yếu thua sát hại lẫn nhau để được sinh tồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gần xa, vì thương con mà đem lòng ái mộ. Con rất vui mừng vì mọi người đã thức tỉnh ngộ ra. Cùng yêu thương nhau mà nguyện chí tu hành, xóa bao nghiệp chướng quan kiến, mong giải thoát luân hồi. Cùng đọc đạo Thích Ca, từ lâu rồi trong cõi sung mê, mà biết vào lòng vì ta sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản. Còn muốn dứt khổ đau thì ta hãy cùng nhau quyết chí tu hành. Cố gắng tỉnh tu đừng đặt lòng bỏ cuộc.